Quý vị cần được chứng nhận tình trạng thương tích do tai nạn xe cộ, trật té đánh đập thì phải gọi ai? Gọi ngay bác sĩ Võ Thị Tâm. Muốn mở hồ sơ bị thương tích do công việc hàng ngày ở sở làm, mở hồ sơ worker.com thì phải gọi ai? Gọi ngay bác sĩ Võ Thị Tâm. Cần xin tiền nghỉ dưỡng bệnh thì phải gọi ai? Cần chụp X-ray và biết kết quả ngay, cần được điều trị vào ngày cuối tuần thì phải gọi ai? Cần một bác sĩ có trên 25 kinh nghiệm chuyên trị đau nhức cổ, bao vai, tê buốt, co rút tay chân, đau lưng, đau dây thần kinh tọa, vân vân thì phải gọi ai? Gọi ngay bác sĩ Võ Thị Tâm. Phòng mạch bác sĩ Võ Thị Tâm, 1611 East Capitol Expressway, suite 201 San Jose, điện thoại 408 223 1508.